Hello, xin chào anh chị và các bạn. Như vậy là YouTube đã cấp cái chứng gọi là cho những người sáng tạo ở Việt Nam cái chức năng, đó là chức năng hội viên. Và chúng ta là một trong những cái kênh thiên về giáo dục, do đó thì cái chức năng hội viên là rất là quan trọng đối với những người làm YouTube trong cái lĩnh vực giáo dục. Lý do là bởi vì là số lượng view mà những người làm trong cái lĩnh vực giáo dục là rất thấp. Có thể xây dựng nhà như Thắng đến thời điểm hiện nay là khoảng 4 năm làm YouTube thì số view tổng thể của cả một cái kênh của chúng ta chỉ hơn 10 triệu view. Nó tương đương với cái mức thu nhập của những người làm YouTube trong lĩnh vực giáo dục là cực kỳ thấp. Chính vì điều đó nên là cái sự mong chờ tới cái chức năng là hội viên của YouTube được cấp cho cái thị trường Việt Nam. Trước đây thì họ đã cấp ở rất là nhiều các cái thị trường khác trên thế giới. Nhưng mà mãi tới gần đây thì họ mới cấp cái chức năng hội viên cho thị trường Việt Nam. Và khi mà đã được phê duyệt và đã được xét vào cái chức năng này thì kênh của chúng ta thực sự là sẽ bước sang một cái trang mới khá là tuyệt vời. Lý do là bởi vì khi mà có chức năng hội viên thì anh chị và các bạn sẽ là người trực tiếp gọi là góp thêm cái kinh phí để cho Thắng cũng như là kênh Kinh tế và Cuộc sống của chúng ta, anh chị em trong nhóm có thể có thêm nguồn kinh phí trực tiếp mà từ anh chị và các bạn đóng góp cho chúng tôi qua cái chương trình hội viên. Và tất nhiên rồi, khi anh chị và các bạn là hội viên thì anh chị và các bạn sẽ được hưởng rất là nhiều những cái đặc quyền riêng chỉ dành cho hội viên. Vì chúng ta là kênh giáo dục nên đặc quyền cao nhất mà chúng ta có thể được hưởng đó chính là những cái video chỉ dành riêng cho hội viên, hay muốn có thể nói cách khác đó là những cái bài học, những cái chương trình học, chương trình đào tạo, chương trình gọi là ví dụ như là chứng khoán cơ bản, ví dụ như là phân tích dòng tiền, ví dụ như là các cái chương trình đào tạo khác mà kênh muốn cung cấp với anh chị và các bạn, nhưng mà chỉ muốn dành riêng cho những người gọi là góp góp tiền, góp gọi là kinh phí là tham gia những hội viên. Thì hiện nay thì cái chương trình hội viên của chúng ta thì Thắng đăng cái setup và nó sẽ có ba cái mức cơ bản của hội viên của chúng ta, đó là mức hội viên bạc, mức hội viên vàng và mức hội viên kim cương. Với cái mức chi phí hàng tháng nó nằm ở cái mức là 10 đô la, 20 đô la và 5 đô la. 5 đô la là hội viên bạc, 10 đô la là hội viên vàng và 20 đô la là hội viên kim cương cho một tháng. Với mức chi phí này thì Thắng nghĩ rằng là những anh chị và các bạn đang là những người tham gia cái kênh mà của Thắng tại cái một số các quốc gia trên thế giới thì có thể đã khá là quen. Tuy vậy thì ở Việt Nam thì chúng ta sẽ set up cái mức giá, cái mức chi phí cho từng cái mức hội viên của chúng ta tương đương với tiền Việt để chúng ta dễ có thể sử dụng các cái chuyển khoản cho YouTube. Thì cũng nói trước anh chị và các bạn luôn là cái khoản phí này sẽ được YouTube thu hộ cho kênh của chúng ta và họ sẽ hưởng cái lợi ích là 30%, còn kênh của chúng ta thì sẽ được hưởng 70% cái mức chi phí mà anh chị và các bạn tham gia cái mức hội viên bạc, hội viên vàng và hội viên kim cương, tương đương với cái mức tiền ở Việt Nam là hội viên bạc thì sẽ là phải đóng chi phí hàng tháng là 100.000 đồng, hội viên vàng đóng chi phí hàng tháng là 250.000 đồng và hội viên kim cương là đóng chi phí hàng tháng là 500.000 đồng. Vậy thì các cái hội viên á, thì khác nhau như thế nào, và mỗi cái cấp độ của hội viên thì có nhiều hơn những các quyền lợi hay không? Thì thưa với anh chị và bạn là những hội viên mà có cái mức chi phí cao hơn ở phía sau thì được hưởng hoàn toàn những cái quyền lợi của những cái cấp trước đó. Thì với hội viên bạc với mức chi phí là 5 đô la tương đương với 100.000 đồng ở Việt Nam cho nó dễ tính, thì chúng ta sẽ có các cái đặc quyền. Thứ nhất là các cái đặc quyền về huy hiệu của người hâm mộ trung thành sẽ được hiển thị bên cạnh cái tài khoản mà anh chị và các bạn đăng nhập trên cái khi mà anh chị và các bạn bình luận hoặc là những cái tương tác với kênh của chúng ta. Thứ hai nữa là anh chị và các bạn sẽ được cái quyền, đó là quyền xem trước các video mới hoặc là quyền xem trước những cái video mà sau này là những cái cơ hội đầu tư mà Thắng và anh chị em trong nhóm sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn, thì anh chị và các bạn có quyền xem trước từ 1 tới 5 ngày, thậm chí là lâu hơn. Và anh chị và các bạn có được cái quyền nữa, đó là cái quyền tham gia cái sự kiện trực tiếp chỉ dành riêng cho hội viên bạc thôi. Thì anh chị và các bạn sẽ có những cái đặc quyền như vậy. Bên cạnh đó nữa thì về cơ bản thì ngoài những cái đó ra thì anh chị và các bạn vẫn cập nhật những cái video thông thường hàng ngày mà Thắng và anh chị em trong nhóm sẽ cập nhật với anh chị và các bạn trong cái thời gian tiếp theo. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ hưởng tất cả những quyền lợi hiện nay chúng ta đang có.
hiện nay chúng ta đang có những cái quyền lợi hiện nay thì chúng ta đều được hưởng cả. Rồi, vậy thì hội viên vàng thì khác gì? Hội viên vàng thì hưởng toàn bộ những cái quyền lợi của hội viên bạc và hưởng thêm cái quyền lợi đó là sự trực tiếp chỉ dành cho hội viên vàng và trả lời các câu hỏi trực tiếp của hội viên vàng. Tức là khi mà trong cái trực tiếp chỉ dành riêng thì nó chỉ là giới hạn mà. Nó có một số lượng người là hội viên giới hạn thì chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của các cái hội viên vàng trên cái chương trình trực tiếp chỉ dành riêng cho hội viên vàng. Những cái video quay hậu trường hoặc là những cánh quay chưa bao giờ phát hoặc là những cái video, những vlog, những cái bài học, bài giảng, bài chia sẻ theo cái video hậu trường nhưng mà nó là cái phần gọi là phần cơ bản, phần basic thì sẽ dành cho hội viên vàng với mức chi phí là 250.000 đồng. Còn mức cao nhất và Thắng khuyến nghị anh chị các bạn tham gia và nên tham gia ở cái mức này. Chủ yếu mức này là mức mà chúng ta sẽ có full tất cả các quyền lợi và đặc biệt là sẽ có một cái quyền lợi rất là quan trọng. Thực ra là có hai quyền lợi rất là đặc biệt, đó là những video chỉ dành riêng cho hội viên kim cương. Thì cái này thì các cái hội viên ở cái mức độ trước thì không có. Và những cái video chỉ dành riêng hội viên kim cương thì như Thắng đã nói rồi, thì tất cả các cái quyền lợi liên quan tới những cái video mà bài học thì sẽ được đăng ở trong cái phần hội viên kim cương này. Và hội viên kim cương thì sẽ được dành thêm một số cái quyền lợi khác liên quan đến hàng hóa mà kênh có thể cung cấp. Về cơ bản là các cái quà lưu niệm mà kênh có thể sẽ cung cấp với mức giá gọi là chi phí thấp, được giảm giá rất là nhiều, hoặc là sách vở sẽ được giảm giá cho hội viên gọi là hội viên kim cương sẽ được giảm giá trong cái quá trình mà mua sách của kênh của chúng ta, hoặc là có thể sẽ một trong những cái thời điểm mà gọi là kỷ niệm ngày thành lập hoặc là kỷ niệm một cái gì đó thì chúng ta sẽ có những cái gọi là cái quyền lợi liên quan đến việc tức là những quà lưu niệm gửi tới anh chị và các bạn. Thì chúng ta sẽ có những cái quyền lợi đó sau trong cái chương trình của chúng ta. Những cái chương trình sự kiện chỉ dành cho hội viên kim cương thì cũng chỉ dành riêng thôi. Video dành riêng hội viên kim cương và đặc biệt chúng ta có thể những người là trong cái hội viên kim cương sẽ được tham gia kết nối trên mạng xã hội. Tức là sẽ có những cái nhóm dành riêng cho hội viên kim cương trên mạng Facebook và những cái tương tác trực tiếp trong một cái nhóm Zalo chẳng hạn thì anh chị và các bạn sẽ có thêm những cái quyền lợi riêng đó. Tất nhiên là nó sẽ có từ từ những cái quyền lợi và thêm nữa thì có cả những cái lời cảm ơn hoặc là những cái tâm sự của Thắng, đặc biệt là những tâm sự đặc biệt dành riêng, những bình luận riêng cho hội viên kim cương. Thì cái này anh chị và các bạn là Thắng khuyến nghị là anh chị và các bạn nên tham gia cái hội viên kim cương này thì sẽ được hưởng full cái quyền lợi của mình. Đó là những thứ mà Thắng muốn chia sẻ. Cũng rất mong rằng là những anh chị và các bạn nào đã tham gia, đã cùng với Thắng, đã cùng với Kinh tế và Cuộc sống tham gia cho chương trình của chúng ta lâu nay và đã cùng đồng hành, đã cùng mời cà phê, đã cùng tham gia rất nhiều những chương trình, đã yêu mến thì hãy tham gia cái chương trình này. Chương trình này là một trong những cái chương trình mà sẽ phát triển lâu dài về sau và do YouTube là cái đơn vị gọi là đứng ra làm trung gian cho Thắng. Thì Thắng phát triển cái này rất là thú vị là bởi vì là 30% sẽ chi kinh phí của anh chị cho cái YouTube thì YouTube họ sẽ làm cái bộ phận gọi là vận hành, tức là bộ phận back office là cho Kinh tế và Cuộc sống, giảm thiểu đi những cái chi phí chúng ta phải connect với nhau thì YouTube sẽ làm thay. Và chúng ta tham gia cái này thì nó rất là chuyên nghiệp. Mọi cái thông tin, những cái tài khoản mà anh chị và các bạn giao dịch đều là giao dịch trực tiếp với lại YouTube. Sau đó YouTube sẽ tổng hợp số lượng và sẽ chuyển lại cái phần feedback lại cho Kinh tế và Cuộc sống để lấy cái kinh phí xây dựng các chương trình học tập sau này cho anh chị và các bạn. Để anh chị và các bạn có thể là tiếp tục tham gia. Bởi vì chúng tôi luôn luôn muốn là anh chị và các bạn sau mỗi tháng, sau mỗi định kỳ như vậy, anh chị và các bạn tiếp tục tham gia với chương trình của chúng ta. Thì nó sẽ hưởng được rất là nhiều những cái quyền lợi liên tục như thế. Cảm ơn anh chị và các bạn đã rất là nhiều. Và rất là mong anh chị và các bạn là có thể chia sẻ cái chương trình này. Sẽ hãy hành động là hãy chia sẻ cái đường link của video này để nhiều người biết hơn tới cái chương trình này để tham gia cùng với Kinh tế và Cuộc sống. Rất là cảm ơn anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Kinh tế và Cuộc sống trong suốt thời gian vừa qua. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Và cũng xin sớm được gặp lại anh chị và các bạn trong các cái chương trình hội viên bạc, vàng và kim cương của chúng ta. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.